Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em." Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em." Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ." Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa cộng đoàn, vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, ngày Chúa Giêsu phục sinh, Ngài sống lại, Ngài đã hiện đến ở giữa các môn đệ và Ngài trao ban bình an cho các môn đệ. Khi mà các môn đệ sợ hãi vì lo lắng, không biết Thầy như thế nào, rồi cũng sợ người Do Thái cũng bắt mình và giết mình giống như Thầy của mình, thì Chúa Giêsu đã đến giữa các ông và trao ban bình an cho các ông. Hơn việc Chúa Giêsu trao ban bình an, thì Chúa Giêsu lại còn trao ban cho các ông ân huệ của đấng phục sinh, của chính Ngài là đấng sống lại. Và Ngài đã trao ban cho các ông ân huệ của Chúa Thánh Thần sẽ đến và ở giữa các ông và cùng với các ông ra đi để loan tin mừng cứu độ cho thế giới. Vậy thì chúng ta đặt một câu hỏi, đó là Chúa Thánh Thần đã làm cái gì để biến đổi các tông đồ từ những con người nhút nhát, sợ hãi, nhát đảm, đóng kín mình lại, không dám mở tung mình ra. Nhưng mà giờ đây khi mà ân huệ của Chúa phục sinh Đức Giêsu Kitô trao ban cho ông là Chúa Thánh Thần đã làm cho các ông mở tung con người mình ra để các ông ra đi mạnh dạn loan báo tin mừng tình thương của Chúa cho con người và cho chính mọi người chúng ta ngày hôm nay được đón nhận tin mừng cứu độ của Chúa. Vậy thì Chúa Thánh Thần đã làm gì? Đã tác động như thế nào trên các tông đồ? Trong bài đọc thứ nhất mà chúng ta lắng nghe sách Công Vụ tông đồ nói với chúng ta, ở trong nhà tiệc ly, khi mà nơi các môn đệ cũng tụ họp một nơi, thì bỗng từ trời phát ra một tiếng lớn và có một hình lửa như lửa lửa đậu xuống từng người một và làm cho các ông được mạnh mẽ để các ông ra đi. Trước đây các ông đã run sợ, thì giờ đây ân huệ của Chúa Thánh Thần đã biến đổi các ông làm một trở thành một con người mạnh mẽ, dám ra đi, dám hy sinh mạng sống mình như là Thầy của mình đã hy sinh mạng sống mình. Thì giờ đây các môn đệ cũng được mời gọi bước theo con đường của Thầy mình, đó là loan báo tin mừng một cách mạnh mẽ và không còn phải sợ hãi nữa. Cái sự biến đổi ấy không phải là một cái sự biến đổi ở bên ngoài, nhưng mà thực sự là một sự biến đổi tận căn tận trong tâm hồn của các ông, để các ông thấy được tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình như thế nào. Và giờ đây các ông được biến đổi trong chính tâm hồn của mình để mạnh dạn mang Chúa đến cho những anh chị em khác. Đó là điều thứ nhất chúng ta thấy. Chúa Thánh Thần đã đến, đã biến đổi tâm hồn của các môn đệ, biến đổi từ bên trong. Cái biến đổi thứ hai mà Chúa Thánh Thần đã biến đổi các môn đệ là biến đổi cái tình yêu của các môn đệ. Các môn đệ trước đây chỉ có thể nói là yêu mến chỉ có bản thân mình, đối biết mình thôi, không dám mở cái tâm hồn mình ra đến cho người khác. Nhưng mà giờ đây Chúa Thánh Thần đã biến đổi cái tình yêu của các môn đệ để cho các môn đệ cũng thấy được chính tình yêu của Thầy mình đã dám hy sinh mạng sống mình cho chính mình và cho nhân loại. Thì giờ đây cái tình yêu của Thầy mình cũng luân chuyển vào trong chính cuộc đời của mình để tháp nhập tình yêu của Thầy vào chính tình yêu của mình và để mình ra đi mình trao ban tình yêu ấy của Thầy mình và của chính mình dành cho anh chị em của mình. Đó là sự biến đổi tình yêu. Và sự biến đổi thứ ba mà chúng ta có thể nói với nhau một cách ngắn gọn, đó là làm cho các ông được hợp nhất với nhau, được nên một với nhau.
Chúng ta nhớ lại câu chuyện của trong Cựu Ước, sách Sáng Thế nói về câu chuyện của tháp Ba-ben. Khi mà người ta nói không còn ai hiểu nhau nữa, và lúc đó gây một cái sự chia rẽ với nhau, không còn ai hiểu nhau. Nhưng mà giờ đây ân huệ của Chúa Thần đến làm cho tất cả mọi dân, mọi nước đều lắng nghe được lời của các tông đồ giảng. Đó là làm cho tất cả mọi người được nên mục, như là Thánh Phaolô tông đồ nói trong thư gửi tín hữu Corinto. Tất cả mọi người chúng ta là những chi thể khác nhau, nhưng mà trong cùng một thân thể, vì tất cả mọi người chúng ta đã chịu cùng một phép rửa trong Thánh Thần. Vậy thì Thánh Thần làm cho chúng ta được kết hợp, được nên một với nhau, không còn phải là chia rẽ nữa. Nhưng mà chúng ta thấy ngày hôm nay, cái bản chất con người của người chúng ta, thứ nhất là nhiều khi mình chỉ khép mình thôi. Mình sống một cách nào đó nó cũng gọi là hơi ích kỷ cho chính bản thân mình. Mình không dám mở ra cho người khác. Mình không dám trao ban, mình không dám chia sẻ cho người khác. Hay là nhiều khi trong cuộc sống, mình ít khi mà mình nói những lời yêu thương. Mình ít khi mình nói để xây dựng sự hợp nhất lắm. Nhưng mà nhiều khi chúng ta có một cái cám dỗ là chúng ta ngồi với nhau là chúng ta bàn chuyện bà này, bàn chuyện bà kia, nói chuyện ông kia, ông nọ không. Bắt đầu chúng ta gây cái sự chia rẽ với nhau. Có. Vậy thì ân huệ của Chúa Thánh Thần ban cho chúng ta, khi chúng ta lãnh phép rửa tội, và nhất là khi chúng ta lãnh bí tích thêm sức, có biến đổi đời sống chúng ta ngày hôm nay không? Một câu hỏi thứ hai được đặt ra, đó là ân huệ của Chúa Thánh Thần luôn luôn có trong chính cuộc đời mỗi người chúng ta. Chính Chúa Thánh Thần đã biến đổi các tông đồ ngày xưa, nhưng mà giờ đây chúng ta có để cho Chúa Thánh Thần biến đổi trong cuộc sống của mình không? Mình có để tâm hồn mình là đền thờ của Thiên Chúa ngự? Và nếu mà Thiên Chúa ngự vào trong cuộc đời của người chúng ta, thì mình có để ân huệ ấy sinh hoa trái trong chính cuộc đời của người chúng ta? Hay là Chúa Thánh Thần cũng bị lãng quên? Lãng quên trong chính đời sống đức tin, đời sống đạo đức của mỗi người chúng ta. Trong thư gửi tín hữu Galat, Thánh Phaolô tông đồ đã nói với chúng ta cái câu này. Tôi xin đọc lại cho anh chị em nghe. Đây là lời của Thánh Phaolô tông đồ nhé. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí. Như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí là ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Nhưng những việc do tính xác thịt gây ra thì ai cũng biết, đó là dâm bôn, ô uế, phóng đảng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bài phái, ganh tị, say sưa và những điều khác giống như vậy. Tôi bảo trước cho mà biết, như tôi đã bảo, những kẻ làm điều đó sẽ không được thừa hưởng nước Thiên Chúa. Còn hoa quả của thần khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Không có luật nào chống lại những điều như thế. Những ai thuộc về Đức Giêsu Kitô thì đã bị đóng đinh tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Nếu chúng ta đã sống nhờ thần khí, nhờ ân huệ của Chúa Thánh Thần, thì chúng ta cũng tiến bước theo thần khí. Mà nếu chúng ta không tiến bước theo thần khí thì có nghĩa là chúng ta sống theo những đam mê của tính xác thịt, của chính thế gian này. Vậy thì kính thưa ông bà chị em, hôm nay chúng ta lại mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuất. Chúng ta tự hỏi thôi, tự hỏi chính mỗi người chúng ta,
chính Đức Phục Sinh, chính Đức Giêsu Kitô đã thổi hơi vào trong chính cuộc đời của người chúng ta, đã trao ban thần khí, đã tác sinh mỗi người chúng ta, đã trao ban cho chúng ta đời sống mới trong chính Ngài. Vậy thì chúng ta có để cái đời sống của mình dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần? Chúng ta có cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần đến và biến đổi thực sự tận căn cuộc đời mỗi người chúng ta, biến đổi con tim của chúng ta, cái hồn của mỗi người chúng ta đây, biến đổi để chúng ta sống theo thần khí và bước theo thần khí. Và nếu chúng ta sống và bước theo thần khí, đời của mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ là những con người đem lại bình an, khoan lạc cho chính những người chúng ta gặp gỡ. Xin ơn huệ Chúa Thần luôn đến và ở lại giữa chúng ta, và nhất là làm cho chúng ta sinh hoa kết trái trong chính cái đời sống đức tin và trong chính đời sống đạo đức chúng ta. Amen.